Xin chào tất cả anh em ha. Thì lô hôm nay em lên cho anh em tổng cộng là 16 cây, gồm 11 cái cỏ và 5 cây cưa anh em. Nói chung hôm nay lên rất là ưng ý luôn anh em, là cái lô máy cực kỳ đẹp, từ cưa tới cỏ luôn. Cưa ở đây 5 cây là 2 cây tay cục và 3 cây tay dài. 5 cây này đều là có phanh xích hết luôn nha anh em. Hai con tay cục, một con là Tanaka 33cc, một con là Echo 31cc ha. Con này là con Echo 38 ly 35cc, trợ lực E từ E là con này là E là E tự động nè. Có bơm xăng phụ, phanh xích luôn, lam là như mới luôn nha anh em. Con này là rất là đẹp luôn ha. Một con STN 021 nha anh em, có xa áp nè. STN 024 ha. Hai con này là dòng cưa khai thác lớn nha anh em. Rồi, con T25 này con cắt cỏ từ T25 cho tới T35 với được cắt cỏ nha anh em. Này là Tanaka Dược Sao, một cái dòng máy cho anh em chuyên dùng gia đình ha. Một con Tanaka Bugi đứng trợ lực nha anh em. Tanaka 2 chống nè, con này dòng máy chạy nổ rất là giòn ha. Phía dưới thì có cho anh em một con Hitachi trợ lực 33 ly, Maru 23 tum gời, Maru 23 trợ lực tum liền, áo còn rất là đẹp ha. Một con Mitsubishi TL201 nha anh em, trợ lực và E là tay đỏ tự động luôn. Robin 26 ha, trợ lực E tự động luôn nè. Một con Echo Kiwis 24 nòng 34 ly nha anh em, ốp Elgin 2 kim và đặc biệt cái bắp hại của nó rất là đẹp luôn. Vừa mua xài vừa mua sưu tầm luôn. Còn anh em kiếm một con máy lực chạy khỏe tum gời thì có T34 là con STN 26 dòng bugi đứng 2 kim, siêu tiết kiệm xăng, chạy cực kỳ lực và tum gời luôn nha anh em. Con cuối cùng mới là con xịn sò giá cao nhất của ngày hôm nay là con Maru 26 ha, 34 ly, 2.1 triệu nha anh em. Con đó màu vàng nguyên khối rất là đẹp luôn. Anh em chốt máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em ha, 0917414042, số này có Zalo. Hình thức mua bán bên em á, khi mà anh em chốt hàng thì sẽ được bao ship tận nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận. Là hàng tới nơi á, là anh em có quyền được kiểm tra, có quyền được test nổ máy, ok ngon lành hết á, thì anh em chỉ cần thanh toán cho cái người giao hàng thôi, rất là đơn giản cho mình luôn. Phụ tùng theo cho anh em á, cắt cỏ sẽ là 6 món và cưa sẽ là 4 món và giá ở đây đều đã là bao gồm phí ship cho mình hết luôn nha anh em. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ủy ban xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Những anh em lần đầu tiên xem clip nhớ cho em một nút đăng ký kênh ha. Anh em chốt máy thì anh em nhắn tin vào Zalo hoặc là anh em nhắn tin bằng SMS cũng được. Còn anh em muốn nhanh thì anh em gọi trực tiếp luôn thì nó sẽ nhanh hơn ha. Tại vì nhiều khi tin nhắn nó tới không hay anh em có thể là em trả lời hơi chậm xíu. Còn anh em gọi là lúc nào em cũng nghe liền hết. Cho nên là anh em chốt máy nhanh thì anh em gọi ha. Còn nhắn tin bằng Zalo hay là SMS gì cũng được. Thì cái đó thì tùy thôi ha. Buổi chiều hôm nay là em tiếp nối cho anh em từ cái con T20 dài ở dưới con T35, tiếp nối cái lô chữ T buổi trưa nha anh em. Rồi em vô cái con đầu tiên cho mình là cái con T20 ha. Máy hôm nay rất là đẹp luôn nha anh em, cực kỳ vip luôn. Đông mè T20 là con Tanaka ha anh em, nòng 37 ly, con này 33cc nha. Con này được cái là có phanh xích nè, 5 con cưa hôm nay gọi là con nào cũng có phanh xích hết. Cực kỳ an toàn khi mà cho anh em cưa cây mà anh em đeo chèo luôn ha. Con này lam nó còn nước sơn nguyên si luôn nha anh em, rất là đẹp luôn nè. Hai mặt còn nguyên si luôn. Hình thức máy cũng còn rất là ok nha, đó ao hết luôn nè. Mặt tiền đây ha anh em. Con này thì nó có bơm xăng phụ nè. Có cái chỗ để cho anh em gài bắt ga nè. Phanh xích vẫn là cái quan trọng nhất của con máy này ha, rất là ok. Chặn xích rồi còn nguyên si luôn nha, chưa có dấu cắt nha anh em. Cái này nó có tác dụng là khi mà anh em cưa, ví dụ như có sóc á, xích nó có bị đứt á, thì nó cũng chặn vô đây nè, chứ nó không quăng vô mình. Cái này là cái chỗ mà người Nhật tính trước để nó không có bị nguy hiểm khi mà xích lỡ có bị xước ha anh em. Rồi làm con này nó dài 3 tấc 8 nha, gần 4 tấc nha anh em. Liền lạc không bể vỡ ha, còn rất là đẹp luôn nha. Con này thì mọi tay cơ, tay cục cho nên anh em có thể cầm được một tay anh em cưa. Anh em mé nhánh hoặc là anh em cưa củi thì đều ok hết, rất là nhẹ ha. T20 giá 2.100.000. T21. Dòng này thì phải nói là nổ bao giòn luôn nha anh em. Echo GC301 ha, nòng 37 ly nha, nó gần 31cc nha anh em. Nổ quá giòn luôn.
Con này được thiết kế là trang bị là máy móc tăng tiến nhất ha. Echo thì nó một trong những dòng máy là chạy rất là tiết kiệm xăng và chạy thì rất là bốc luôn nha anh em. Thông qua con máy này anh em nghe tiếng máy này cũng biết đó, nổ cực kỳ giòn luôn. Con này cái tăng đuôi xích nằm trên lam cho mình luôn, rất là thuận tiện khi mà anh em muốn tăng đuôi xích ha. Lam thì còn nước sơn nha anh em, nước sơn có phần chốc có phần còn cho mình này ha. Con này cũng có phanh xích luôn, rất là nhẹ nhàng nha. Đây muốn sử dụng rất là nhẹ luôn ha. Rồi con này cũng có chỗ để cho anh em gài cái ga nè, có bơm xăng phụ cho mình luôn, giúp cho xăng lên bình xăng con rất là nhanh ha. Số xe ghi máy thì còn nguyên xi luôn, 55047290 nha anh em. Hình thức thì nó nguyên zin nguyên bản cho mình 100% luôn. Do nó cũng là tay cục cho nên anh em có thể cầm một tay, anh em cưa củi hoặc là anh em mé nhánh gì rất là ok luôn ha. T21 giá 2.300.000. Con này cây lam nó dài 4 tấc 3. Nếu mà anh em cần thì anh em có thể lôi con này ra, anh em cưa gọi là cưa hạ gốc cây, cởi cây dừa hoặc là cây có bắp đùi vẫn được hết luôn nha anh em. Tại vì cây lam nó đủ dài để cho anh em hạ cây. T21 giá 2.300.000 ha. T22 T22 con này thì gọi là quá xịn sò luôn nha anh em. Echo GC35A ha, nòng 38 ly, 35cc. Con này sẽ được trang bị mọi thứ tăng tiến nhất của một con máy cưa. Thứ nhất là chụp giật có trợ lực. Cái thứ hai là nó có bơm xăng phụ giúp cho xăng lên bình xăng con rất là nhanh. Cái thứ ba là nó được trang bị cái e tự động. Không, chỉ việc đóng e anh em lên ga động nó mở cho mình luôn. Và cái quan trọng nữa là nó có phanh xích cho mình luôn nha anh em, rất là an toàn nếu anh em leo trèo trên cây này kia ha, cực kỳ tiện lợi cho mình luôn. Con này tăng đuôi xích nằm trên lam và cái lam phải gọi là như mới luôn nha anh em. Lam chữ đồ nước sơn còn nguyên xi echo ha. Lam là có oirong luôn nha anh em. Rất là xịn sò. Máy nòng đứng bô thì còn mới chát luôn nè. Quá đẹp luôn nha anh em. Cực kỳ VIP luôn ha. Ốc tán còn mới chát nè, chặn xích đâu nè, nguyên xi luôn, chưa có dấu cắt nha. Quá đẹp luôn nha anh em. Do là máy nòng đứng cho nên nó cũng khá là nhẹ nhàng cho mình. Tổng trọng lượng xăng nhớt luôn con này 5 kg nha. Số xe ghi máy thì còn đầy đủ nè, 55015216 nha anh em. Quá ok luôn. Rồi, lam con này dài 4 tấc 3 ha. Máy đẹp. Anh em nhìn cái quá xích là anh em cũng biết cái người xài này là ít xài không? Xích còn rất là dày luôn. Quá ok luôn nha anh em. Phải gọi là vừa mua xài vừa mua chân thì phải gọi là tuyệt vời luôn ha. T22 giá 3.300.000. T23. Anh em xài máy cưa nhiều thì anh em sẽ biết được cái hãng Estin này là một trong những dòng máy cực kỳ nổi tiếng và giờ chuyên về bán máy cưa luôn anh em. Nổi tiếng cực kỳ luôn á. Máy cưa thì nó gọi là hàng xịn sò nhất, bán chạy nhất luôn á. Này là Estin 021 ha, 021C nha. Nòng cũng là 40 ly, nó 42cc, được trang bị cho anh em là bơm xăng phụ giúp cho xăng lên bình xăng con rất là nhanh. Và nó có luôn cả cái phần xả áp cho mình nè, giúp cho mình khi mà trước khi giật anh em ấn vào, anh em giật lên cái nó rất là nhẹ. Và cái chỗ bên ốp lam nó là được dặn bằng tay nha anh em. Anh em chỉ cần dở đi ra anh em dặn thôi, chứ không cần phải đem ốc dít hay cái gì hay là đồ một cái bộ phận nào có để mở giật, chỉ cần lấy mở đi ra và anh em dặn bằng tay thôi ha. Có luôn cả phanh xích. Rất là ok. Lam zin Estin cho mình luôn nha. Đây, lam của Made in Germany luôn nha anh em. Lam nguyên bản của nó luôn ha. Nòng đứng và nó có luôn cả cái phần hàm gồng sỉ gỗ nè. Cái phần này nó rất là nhiều luôn nha anh em, nhỏ nhỏ thì rất là bán luôn. Cho nên là khi mà anh em cưa cái phần này nó sẽ tì vào cái gỗ á, phần cái cây á, giúp cho mình đỡ bị mỏi tay hơn khi cưa ha. Bô thì rất là mới luôn nha, trắng tinh luôn nè. Máy này thì nó dòng cưa khai thác nha anh em, 021 ha, 40 ly, 42cc, khá là lớn nha. Đây, bình xăng còn tem mát đầy đủ cho mình luôn nè. Rất là mới luôn ha. T23 này giá 3.800.000 nha anh em. Lam con này dài 4 tấc rưỡi ha. Dài 4 tấc rưỡi nha anh em. Xích thì ở đây em đã thay cho anh em bộ xích mới 100% này ha, về cái việc là xài thôi. T23 giá 3.800.000 nha. T24.
T24 là con Estin 024 AV nha anh em. Không AV này thì cái đề nó cao hơn 024, không có chữ AV này. Đã được trang bị công nghệ tiên tiến hơn ha. Thằng này nòng là 42 ly, nó 45cc nha anh em. Đây, tem mát thì còn đầy đủ ok cho mình hết nha. Dòng máy cưa khai thác lớn của thằng Estin ha. Cái con này nếu mà anh em cần á thì hiện tại cái con này nó đang sở hữu cây lam lam là lam 5 tấc nè. Nếu anh em cần muốn cây lam dài hơn thì anh em có thể độ lên cây lam 6 tấc được luôn nha. Con này anh em tải 6 tấc nổi nè. Hiện tại đang là 5 tấc là 5 gin của nó. Con này thì lam 5 tấc gin em cắt cho anh em bộ ship mới luôn rồi nha. Xích xích gin của nó còn được khoảng 50% á, nhưng mà anh thấy nó kiểu như cái con máy nó bự gì mà đi cũng giá cũng hơi cao. Nếu mà để cho anh em bộ xích vậy thì nó nhìn nó kỳ quá. Cho nên là em thay cho anh em bộ xích mới 100% luôn để cho anh em về xài cho nó ngon, để xứng đáng cái đồng tiền của nó. Made in West Germany luôn nha anh em, lam gin như mình luôn nha. Đây ha, lam 5 tấc có thể độ lên 6 tấc nếu anh em cần. Hàm gồng ok nè, rất là nhiều luôn nha anh em. Giúp cho cái phần này nó bám vô gỗ rất là tốt luôn ha. Đây, máy của Đức đàng hoàng anh em, zin cho mình 100% hết luôn nha. Rất là ok, cưa khai thác thì ngon lành cành đào luôn ha. Phanh xích giúp cho mình rất là an toàn khi anh em cưa ha. T24 giá 5 triệu nha anh em. Dòng này nói chung anh em đi cưa khai thác nhiều thì anh em nói chung bỏ chi phí ra lúc đầu thì nó hơi cao thiệt, nhưng mà bù lại là anh em xài nó an toàn hơn. Cái độ khỏe mình được, có thể tận dụng là có thể lên được 36 tấc luôn ha. T24 giá 5 triệu nha anh em. T25 T25 là máy cắt cỏ ha anh em. Thì cái con đầu tiên cắt cỏ này là con máy chuyên cho anh em dùng gia đình thôi. Nòng là 32 ly, nó 23cc. Được trang bị cho anh em là cái e tay đỏ tự động và chạy chế là chế quanh gồ ra ngang ha. Cái này thì nó zin toàn bộ hết. Chỉ có cái bình xăng lớn này nha anh em là mới nha. Bình này bị bể nè, bắt buộc thay mới nè. Tem mát thì chụp chụp còn nguyên si cho mình luôn. Tum là tum gời, tum nhôm ha. Con này hãy dùng công tắc ấn nha anh em. Công tắc rất là dễ luôn. Tay lái trắng cỏ đâu, tay lái láp đầu bò đầy đủ nha. Giờ chỉ việc xăng pha nhớt cho là xài thôi. Hình thức thì nguyên zin nguyên bản, không bị bể, không bị vỡ ở đây. Chỉ có cái bình xăng lớn này là thay mới thôi. Chân chống thì còn đầy đủ cho mình hết ha. Thì dòng này anh em dùng gia đình thì nó sẽ hợp. Thứ nhất là nó tiết kiệm xăng, thứ hai giá cả nó rẻ nữa anh em. E tay đỏ tự động giúp cho anh em khi mà anh em xài gia đình, lâu lâu sạc là không có em bù quên đó, thì cái e này là khi anh em đóng, anh em lên ga tự động nó mở luôn, rất là tiện lợi luôn ha. T25 giá 1.200.000 nha anh em. T26 T26 là con Tanaka bugi đứng ha. Đây, bugi đứng thì em nói với anh em nó là cái lửa nó đánh tốt hơn và máy nó chạy nó bốc hơn cái thằng bugi nằm ngang chút xíu. Đó cho nên thường mấy thằng bugi đứng này chạy rất là khỏe ha. Nòng 32 ly, 23cc anh em. Trang bị cho anh em là chụp giật trợ lực nè, giật rất là nhẹ luôn. Con này bình xăng con 2 kim mới cho nên giật rất là nhạy nổ nha. Chứ bình xăng zin nó là về đây giật rất là chậm nổ nè. Có khi giật một lần 7-8 cái nó mới chạy. Cho nên là thay bình xăng mới luôn cho nó tiện. Bình xăng lớn zin ha. Tum là tum liền, tum nhựa theo máy nha. Con này được cái là công tắc trên tay nè. Còn cái chỗ bách ga là ga giữ nè. Cái ga nhìn thấy khá là chắc chắn luôn nha nè. Xài không có sợ bị cong móp méo bể đâu. Rất là chắc chắn, kéo cũng khá là nhẹ luôn. Láp đầu bò đầy đủ ha. Con này thì nó có thêm cái chén chống ốc mài mòn luôn nha. Bằng sắt luôn nha nè, rất là chắc chắn luôn. T26 giá 1.300.000. T27 T27 là con Tanaka 2 chống nha anh em. Cái con này thì dòng này là một trong những dòng máy nổ cực kỳ giòn của thằng máy bãi Nhật luôn. Nhất là dòng Tanaka nè. Nòng 31 ly, 21cc. Con này hình thức còn rất là đẹp luôn ha. Màu cam nguyên khối, rất là sáng con máy luôn. Bô còn trắng bóc luôn ha. Con này dùng công tắc ấn nè. Bình xăng con là ga ngang quanh gồ cho mình nè. Và đặc biệt con này nó cũng dùng e tay đỏ tự động luôn. Nó giống như con Tanaka thì sao nằm bên đây nè. Khi mà anh em đóng e á, anh em chỉ việc lên ga thì nó sẽ tự động nó mở cho mình luôn. Giúp cho những người mà dùng gia đình lâu lâu nữa, tháng sạn lần á, là quên cách khởi động, nhiều khi đóng e quên mở á, thì cái này nó sẽ giải quyết cho mình cái vấn đề đó ha. Bình xăng lớn zin nè anh em, chụp giật trợ lực luôn. Áo thì còn rất là đẹp cho mình luôn ha. Chân chống thì bao cho anh em luôn, rất là dày dặn luôn. Tanaka 2 chống nha. Tay lái láp đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn ha. Zin toàn bộ 100% luôn. Nó đi một màu, một màu cam hết luôn, từ cái áo cái mão tới cái đít luôn nha anh em.
T27 giá 1.400.000. T28 T28 là con Hitachi ha, nòng 33 ly, con này 24cc nha anh em. Chập giật là trợ lực nè. Bình xăng con là bình xăng con zin ra ngang quanh gồ ha. Bình xăng lớn nó cũng zin cho mình luôn, được thiết kế cho anh em là nửa bình nè, nhìn rất là đẹp mắt luôn. Tâm liền, tâm nhựa ha anh em. Con này thì dòng là Hitachi là dòng dập nổi cho mình nè. Đây ha, đề cao nha anh em. Đây rồi anh em thấy cộm này ha. Xài hoài là không sợ bị mất cái tem đâu. Công tắc ấn ha. Tay lái lắp đầu bò đầy đủ nha. Con này thì nó cũng là zin nguyên bản cho anh em phần 100%. Gọn nhẹ mà được cái trợ lực cái nữa, cho nên là xài gia đình rất là ok. Và 3 ly thì anh em có thể là dùng cắt bằng dây cước được luôn. T28 giá 1.500.000 ha. T29 T29 là con Maru 23, nòng 32 ly, 23cc, một trong những dòng máy có tính ổn định chạy rất là cao nghe nè. Ha, máy chạy ổn định rất là cao, với lại là phụ tùng cũng rất là dễ kiếm cho mình sau này luôn ha. Bình xăng con là ga ngang quanh gồ nè, trong lốc thì có dập mắt in cho băng cho mình luôn nha anh em. Mấy con này thì nói chung ông nào khó tính mà sợ hàng mà hàng nhái, hàng giả mạo rồi kia đó, kiếm trong lốc có dao băng đó thì lấy mấy con Maru này cho nó chắc nha. Tâm là tâm gời, tâm nhôm cho mình luôn nha. Có thể tháo được đầu máy nếu anh em cần. Con này thì nói chung là tính linh hoạt rất là cao, tại vì có thể xài được cái đầu máy gời nè. Công tắc thì nằm trên láp ha. Hiện tại đang dùng tay đơn nha anh em. Nói chung cái tay này nó cũng hay ở chỗ á là nó gọn, anh em đi ngoài đường hay đi trong vườn nó cũng không có vướng víu nữa. Nhưng mà có cái nó dở cái là anh em xài quen á thì nó không có đỡ, không bị bỏ tay. Còn anh em xài không quen thì nó rất là mỏi luôn. Cho nên là anh em nào xài được á thì nên xài tay đơn này, còn không được thì nên đổi tay đôi này nha, để cắt nó không bị mỏi ha. Thì bên em đổi cho anh em thì sẽ đổi miễn phí nha, chứ không có tính phí gì thêm nữa. Rồi, T29 giá 1.500.000 anh em. Con này bình xăng lớn mới nha, còn lại là zin hết cho mình. T30 nếu anh em dùng để chỉ cắt cỏ á, anh em không có cần tháo cái đầu máy gời như thằng T29 này thì lấy T30 cũng ngon nè anh em. Tại vì nó là cái tâm liền á thì cái đề dòng tua nó quay nhanh hơn tâm gời, với lại tâm nhựa anh em, cho nên nó nhẹ hơn chút xíu. Đó, nếu mà không cần tháo đầu máy thì nên lấy tâm liền đi nha anh em. Cái đó là cái mà em khuyên anh em nên khi mà anh em xài á, chứ đừng có thấy đầu máy tâm gời phải phái quá khi mà về mình không xài nó uổng nữa. Với lại cái dòng tua nó không bằng tâm liền. Thấy không? Tâm nhôm thì nói chung nó nặng hơn 200-300 g, chứ anh em quải cái tiếng hồ là thấy chứ cũng hơi đuối đó. Nòng con này cũng 32 ly nè, 23cc ha, trợ lực lớn dây thiều nha. Với lại con này thiết kế cái chỗ cái nắm giật của nó có cái màu nhìn thấy cũng khá đẹp hơn cái màu thường là màu đen không mà anh em. Con này nó làm nổi trội hơn cái phần là màu xanh nè. Bình xăng con là ga ngang quanh gồ luôn ha, bình xăng zin luôn nha. E cũng là e tay đỏ tự động nè, con này quá vip luôn nha anh em. Nào giờ mới thấy quanh Maru mà được trang bị e tay đỏ tự động nha. Rồi trong lốc thì có giật mắt đi nha băng cho mình luôn. Đây ha. Công tắc gạt nha, lên là mở, xuống là tắt nè, nhớ giùm em cái chỗ này ha. Tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết. Con này là zin nguyên bản 100%, bình xăng lớn cũng là bình xăng zin luôn nha. T30 giá 1.600.000 ha. T31 T31 là cái con Mitsubishi TL201 nha anh em, nòng là 30 ly, 20cc. Con này được trang bị cho anh em là e tay đỏ tự động nè. Đó, anh em gặt ngang là đóng e, anh em lên ga tự động nó chảy về nó mở cho mình luôn. Chập giật là trợ lực và được nó là tăng chung tâm gời, tâm nhôm nha anh em. Tâm là tâm 260, tâm thông dụng nha. Rồi, số seri máy, tên máy nó còn đầy đủ nè, TL201 nè. Số seri là 152826 nha anh em. Trợ lực cho nên giật rất là nhẹ, mà dòng Mitsui là bao cho anh em chạy rất là bền luôn, mà phụ tùng cũng rất là dễ kiếm nha anh em. Mà hãng này hãng nổi tiếng cho nên anh em rất là, nói chung là xài rất là yên tâm luôn. Tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ ha. Con này trắng cỏ zin theo máy, trắng cỏ to luôn nha anh em. Nói chung này phải gọi là từ là VIP thôi, dùng gia đình thường là VIP nha anh em. T31 giá 1.600.000. T32
T32 là con Gobin nha anh em. Nồng con này là 34 ly, 26 cc. Con này cũng được trang bị cho anh em là e tay đỏ tự động nè, đóng e nè anh em, lên ga đó là tự động nó chảy về luôn, giống như con Mitsubishi TL làm đây ha. Bình xăng con cũng là bình xăng con ga ngang quanh gồ luôn, 34 ly quanh gồ thì rất là tiết kiệm xăng ha. Bình xăng lớn thì đã thay mới nha anh em, tôm là tôm liền, tôm nhựa nè. Con này thì tay lái trắng cỏ đầu bò là nguyên si nguyên bản cho mình luôn, láp là còn tem mát chưa bị chạy chóc như nào nha anh em, công tắc ấn cho mình luôn nè. Con này phải gọi là quá ok luôn. 34 ly nhưng mà trong hình dáng thì rất là nhỏ gọn nha anh em. Anh em muốn một con máy đạp cước mà nhỏ gọn thì chỉ có T32 này thôi ha. T32 giá 1.650.000. T33 T33 là con Echo Kiwis 24 nha anh em, nồng 34 ly, 24 cc nha. Con này quá đẹp luôn nha anh em, như mới đập thùng ra luôn nè. Trợ lực chế 2 kim, bình xăng nè. Quá VIP luôn nha anh em. Trắng tinh luôn, áo nè. Bô nè anh em. Tùm nhôm luôn nha. Nó có thêm một cái phần ở ngoài bảo vệ cái tùm nữa nè anh em. 24 nè ha, Echo 4 số nha, 2420 nè. Tem mát thì còn đầy đủ cho mình luôn, như chưa xài đâu anh em ơi. 5506 5716 nha. Ốp eo xịn luôn, rất là mới luôn nè. Đó, ga bóp hệ luôn, bóp mỗi dịch luôn nha anh em. Công tắc trên tay, trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết. Con này phải gọi là như mua, mua mà mua xài. Một phần là xài thôi, một phần là thấy đẹp lắm anh em, là sưu tầm đó. Quá VIP luôn anh em ơi. Quá đẹp. Cực kỳ đẹp, phải gọi là đẹp 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 thôi. Quá đã luôn ha. T33 giá 2 triệu chẵn nha. 34 ly, 24 cc ha. T34. T34 là một cái hãng rất là nổi tiếng luôn nha anh em. Từ máy cưa, cắt cỏ nó cũng giống vậy. Một trong những dòng máy được bán, dòng máy được ra thị trường Nhật bán rất là chạy luôn. Estin, nồng 34 ly, 26 cc ha. Đặc biệt trang bị cho anh em là bình xăng con 2 kim quanh gồ nè, rất là tiết kiệm xăng. Máy bugi đứng cho nên là lửa đánh nó rất là tốt và máy chạy rất là bốc nha anh em. Do lửa của thằng Estin, thằng bugi đứng nè, chạy rất là ngon. Ở trên nó trực tiếp xuống luôn ha, cho nên rất là khỏe luôn ha. Bình xăng lớn zin nguyên bản và con này là tum gời, tum nhôm, tum 260, một cái tum rất là thông dụng cho anh em luôn nha. Chân chống đầy đủ nè, số seri cũng còn luôn nha anh em. 32458878 ha, chân chống bằng sắt luôn nha anh em. Công tắc ấn cho mình luôn nè. Tay lái lắp đầu bò đầy đủ. Anh em muốn kiếm một con máy cắt cỏ khỏe, bơm nước khỏe mà có khả năng là sau này tháo đầu máy được, lượm con T34 này chứ chạy đâu khỏi nữa. Và rất là tiết kiệm xăng luôn nha anh em. Bình xăng con đó là 2 kim quanh gồ luôn ha. T34 giá 2 triệu nè. Ồ, giá quá rẻ luôn. T35. Quá ok luôn anh em ơi. T35 là con Maru 26 ha, nồng 34 ly, 26 cc. Con này trên bình xăng mà nó còn cái nhập cái mã code luôn nè anh em. Nhập cái mã số nè. Quá đẹp luôn ha. Bình xăng là bình xăng zin theo máy nha. Bô thì còn trắng đẹp luôn nè. Áo màu vàng nguyên khối luôn nè. Nhìn rất là mới luôn ha. Mặt tiền thì chưa có bị nám miếng nào luôn. Hỏng sáu bô nè. Cũng chưa có một dính một miếng khối nào luôn. Miếng nhớt cũng không có luôn nha anh em. Tem mát cũng nguyên si ha. Bình xăng con là ga ngang quanh gồ cho mình nha. Trong lốc thì có dập mắt in giao băng luôn. Lốc quá đẹp luôn nha anh em. Lốc mới chét luôn. Tem mát luôn nè. Tùm ha. Tùm liền tùm nhựa nha anh em. Công tắc ấn zin luôn nè. Trên cái lắp thì tem mát chưa bị chạy miếng nào luôn. Thấy không? Còn nguyên si luôn. Và nó được trang bị cho anh em là công nghệ Eco Navi nha. Một trong những cái công nghệ tiết kiệm xăng hàng đầu luôn ha. T35 giá 2.100.000 nha anh em. Đích nè. Quá đẹp luôn nha anh em. Quá ok luôn. Rồi anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em nha.